năm 2000 thì chúng tôi được xả cho phép ở trên cái tuyến đường quốc lộ cạnh núi Cát Dương. Nhưng mà từ năm 2000 đến bây giờ là sập 3 lần, vào năm 2007 và 2008 với 2017 là sập 3 lần. Còn nhà tôi đây thực tế là sập hoàn toàn. Còn nhà thứ hai là nhà của anh Hiệp thì là sập mất 2/3 nhà. Ông Ngô Tiến Nguyên ở thôn Đại Thắng, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa kể về các đợt sập nhà của gia đình ông và một số người dân xung quanh trong thời gian qua, đang khiến họ vô cùng lo lắng cho sự an toàn của mình khi thời tiết đang vào mùa mưa bão. Từ năm 2007 đến nay, ít nhất 3 lần núi Cát Dương bị sạt lở đầy sập hoặc gây hư hỏng nhà dân. Không thể chịu đựng được hơn nữa, tháng 5 năm 2020, 9 hộ dân với hơn 40 người sống dưới chân núi Cát Dương phải làm đơn gửi các cấp chính quyền cầu cứu bởi tình trạng sạt lở núi ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng người dân. Thì chúng tôi được ở đây là do không phải là xã cấp mà lại là cho phép được sử dụng đất, không ai tranh chấp. Thì từ năm 2000 đến giờ thì chúng tôi cũng có nhiều những đợt để mà làm đơn để chống sạt lở, nhưng mà đến năm nay thì nhà nước này về với thực tế là như thế thì không biết có làm được hay không. Thì người dân chúng tôi cũng yêu cầu nhà nước là về để làm chống sạt lở cái núi Cát Dương để cho chúng tôi được ở cho nó lành mạnh thôi. Hiện trạng điểm sạt lở còn rất rõ, đất đá tràn từ đỉnh núi xuống dưới và tường phía sau của hai ngôi nhà đang bị đất đá đè ép. Ông Mai Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lĩnh Toại thừa nhận 9 hộ dân sống ven chân núi Cát Dương đang bị đe dọa đến tính mạng, tài sản vì núi có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Ông Nam cho biết thêm, do vụ việc vượt quá tầm xử lý của Ủy ban Nhân dân xã, nên xã đã báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung. Huyện đã báo cáo tỉnh và các đơn vị chức năng cũng vừa về kiểm tra hiện trạng. Vẫn chưa kết luận hướng xử lý là chống sạt lở hay di chuyển dân đi chỗ khác. Trước mắt, khi có bão hoặc mưa lớn kéo dài, xã sẽ thông báo cho người dân sơ tán khỏi nhà để tránh hậu quả có thể xảy ra. Như vậy, suốt nhiều năm qua, dù biết hơn 40 con người sống trong cảnh nguy hiểm, nhưng chính quyền địa phương chưa có cách xử lý an toàn lâu dài để ổn định cuộc sống của người dân. Cực chẳng đã, nay người dân phải làm đơn tập thể cầu cứu. Các cấp, các ngành từ xã đến tỉnh đã kiểm tra nhưng chưa đưa ra biện pháp và chưa biết khi nào mới giải quyết xong. Trong khi mùa mưa bão đã đến, tính mạng người dân thì đang bị đe dọa hàng ngày.